ở đây để tham gia cuộc biểu tình, nói lên cái tinh thần dân chủ và đòi tự do, công bằng cũng như là quyền con người cho Việt Nam. Và hôm nay chúng ta kỷ niệm 70 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Hôm nay tôi đến đây, tôi mang cái tâm tư của những người bà con của chúng ta ở trong nước, trong những cuộc biểu tình ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở Đà Nẵng, ở Nha Trang, thì dĩ nhiên là chúng ta không có được thoải mái như ở đây. Thì tôi nghĩ rằng là như là bác chủ tọa đã có nói là chúng ta biểu tình ở đây là để nói lên cái ý chí và đồng thời là nói thay cho những người ở trong nước không có nói được. Thì hôm nay đây tôi mang tấm lòng của một người ở Paris, một người ở Việt Nam mới qua, thì tôi thực sự là ngưỡng mộ bà con và đặc biệt là có rất là nhiều bác lớn tuổi ở đây. Chúng ta mong ước làm sao cho đất nước chúng ta sớm có cái ngày tìm lại được dân chủ và nhân quyền, và cái ngày đó là chúng ta sẽ có những cuộc biểu tình mừng rỡ ở ngay trên quê hương của chúng ta. Xin cảm ơn mọi người. Chúng tôi cũng thấy một về cùng khác tuổi trẻ nghe cũng bắt đầu mất. Cho nên cháu bây giờ dạy tiếng Việt, mà không những dạy tiếng Việt và văn hóa, dạy lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Các em trẻ này lịch sử Việt Nam mình mới tự hào là người Việt được. Nếu không biết thì sau này Việt Nam mình còn đâu nữa. Thì hy vọng là trong tương lai mình có thể về rồi mình thấy một cái cờ vàng phát bay trên trời ở Việt Nam. Con xin kính chào quý cô, quý chú, quý bác. Con tên là Lê Minh Ngoan. Con là du học sinh từ Việt Nam qua. Tiếp nối truyền thống của ba con lúc trước cùng là một lính Cộng Hòa. Nhưng mà sau khi năm 75 á, thì ba con là bị tù đầy. Rồi không phục tùng chế độ Cộng sản. Ba con tiếp tục hướng cho con là đi theo và là tiếp tục tranh đấu cho nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Con đến đây lần đầu tiên, cũng rất vui khi được quý cô, quý chú tiếp đón rất là nhiệt tình. Và con cũng là thay mặt cho các bạn con ở các tiểu bang khác không có cơ hội được đến đây mà tham gia biểu tình với các cô, các chú, là con xin cảm ơn quý cô, quý chú rất nhiều. Và chúng tôi nhận thấy bà Trì và Trì Hữu, mặc dù là vừa qua có nhiều công tác nhưng mà không quên cuộc cán bộ tiên phong hành của chúng ta. Xin mời bà Trì Hữu. Tất cả quý vị, hôm nay một ngày rất là lạnh mà tôi thấy quý vị tới đây rất là tốt. Tôi mới ở New York về, thì trong ngày thứ sáu vừa qua là kỷ niệm 70 năm quốc tế nhân quyền tại New York. Thì chúng tôi hướng dẫn một phái đoàn Việt Nam hải ngoại từ các quốc gia Canada và mọi nơi và Hoa Kỳ vào thăm thứ nhất tòa đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Và sau đó là một phái đoàn chúng tôi cũng vào thăm Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì trong vấn đề chúng tôi trình bày vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, cũng như trình bày vấn đề đàn áp tôn giáo và vấn đề về Biển Đông, cũng như tốc sự về môi trường, thì hai văn phòng Liên Hợp Quốc cũng như là Đại sứ Mỹ đã ghi nhận tất cả những chứng gì chúng tôi đóng góp. Thì quý vị biết rằng mặc dù tất cả chúng làm ở đây nhưng mà quốc tế luôn luôn quan tâm những vấn đề vi phạm nhân quyền và dân quyền Việt Nam. Và do tôi nghĩ rằng cái việc chúng ta làm đó là sẽ được quốc tế ủng hộ. Đặc biệt hôm đó sau khi nói xong thì chúng ta ra thì có một phái đoàn tất cả đồng hương khắp nơi từ Chicago, Canada, Houston, Florida và DC lên cố tình dưới bầu trời 22 độ. Các cụ già 90 tuổi đi xe bus mười mấy tiếng đồng hồ tới biểu tình của chúng tôi, 2 tiếng đồng hồ đi xe bus trở về lại. Tôi gần khắp là tôi thấy quý vị ơi, mình là cái sự sinh không
rất là không đáng kể đối với những cụ già để sinh đã một đời tranh đấu tại Việt Nam, qua đây tiếp tục tranh đấu. Và các cụ hỏi bác sĩ ơi, có thể vô chúng nói người ta thấy thế nào? Tôi nói các bác ơi, Hoa Kỳ cũng như Liên Quốc luôn luôn quan tâm những vấn đề tại Việt Nam về vi phạm nhân quyền, và tôi nghĩ rằng nếu trong nước cùng nhau đứng lên, nếu trong nước cùng nhau hành động thì hải ngoại sẽ vận động để hỗ trợ. Tôi thấy nãy giờ chắc quý vị đã nói nhiều, tôi tiếp tế tôi với người dự giải nhân quyền này không dám nói dài, nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta tiếp tục tranh đấu, chúng ta tiếp tục lên tiếng, vì có làm thì trời mới giúp, có làm thì mới có cơ hội, không làm chắc chắn là thua. Thành tôi nghĩ rằng trong 1-2 năm nữa, tôi nghĩ với hùng thì không núi, với cái tinh thần của chúng ta và cái chủ nghĩa nước, chúng ta sẽ có cơ hội trở về trên một đất nước Việt Nam thanh bình, tự do và vẹn an toàn, dân chủ và lãnh đạo. Việt Nam Cộng Hòa, muôn năm! Việt Nam Cộng Hòa, muôn năm! Việt Nam Cộng Hòa, muôn năm! Xin cảm ơn tất cả quý vị. Đã đảo, luật an ninh mạng bóp kẹt tự do. Đã đảo luật an ninh mạng bịt miệng người dân. Đã đảo luật an ninh mạng bịt miệng người dân. Đã đảo đã đảo an ninh mạng bịt miệng người dân. Đảo việc cộng hàng với giặc ác với dân. Đã đảo việc cộng hàng với giặc ác với dân. Đã đảo việc cộng hàng với giặc ác với dân. Xin đồng bào trong phiên chợ qua giao lộ thì xin quay mặt ra đường bên xa giùm chúng tôi. Trong khi chờ đợi đồng bào qua lộ xin quay ra đường bên xa giùm chúng tôi. Qua Việt Nam, đồng bào mình đang nhanh qua giao lộ. Now we're great China. Xin đồng bào mình băng qua đường theo cái đường lái và đi thật nhanh về chúng tôi. Hiện được có băng tắt coi nó cũng kỳ lắm, có băng theo lái về chúng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin chuyển.